Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như, là đại sứ AV tháng 4. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Ủy ban xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thì ngày hôm nay mình cùng với hội phụ nữ của xã Xuân Giang sẽ đi trao các phần quà cho những nhà khó khăn ở tại xã. Thì xin mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Phấn khởi và chia sẻ với các cháu và các cảm ơn xã phụ nữ, ban chấp hành phụ nữ và cảm ơn các cháu nhiều. May mắn các cháu giúp đỡ cho bà Tâm phấn khởi. Vậy là hành trình thiện nguyện của công ty AV Group tháng 4 đến đây là kết thúc. Bản thân mình thì cảm thấy rất tự hào và xúc động khi mà được đến trao quà cho 5 hộ gia đình khó khăn tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Các bạn cùng chờ đón những hành trình thiện nguyện tiếp theo cùng với công ty AV Group nhé.